Chào mừng mọi người đến với khóa học tự tin từ vựng. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về form of words. Câu thứ 44. Had we begun out work when it began to rain? Người ta gợi ý từ had. Từ had này nó vừa là danh từ, nó vừa là tính từ, nó vừa là trạng từ. So, nó vừa là tính từ, nó vừa là trạng từ, nhưng mà nó còn có thêm một cái chữ ha, nó còn có thêm chữ há ly nữa. Há ly nó là trạng từ, có cái đuôi ly là chắc chắn nó là trạng từ rồi, đúng không? Nhưng mà cái chữ há ly này người ta dùng trong cái cấu trúc là há ly chấm chấm when, cái gì nữa đó, là nó để diễn đạt cái ý là ngay liền sau khi thì. Ngay liền sau khi thì. Ví dụ như trong câu này, khi ráp chữ Hali vô thì nó có nghĩa là ngay liền sau khi chúng tôi ra ngoài thì trời mưa. Chữ Hali này khi đưa ra ngoài đầu câu thì cái câu ở trong nó sẽ đảo ngữ. Ví dụ như cái câu này đáng lẽ như là We had begun out when work when it began to rain. Nhưng mà có chữ Hali ở đầu câu thì nó sẽ làm đảo ngữ chữ had ra ngoài đầu câu. Như vậy trường hợp này người ta muốn kiểm tra mình cái cấu trúc Hali chấm chấm when thì cái cấu trúc này mai mốt mình sẽ học ở trong cái phần mà tự tin viết câu. Vậy trường hợp này mình sẽ chọn chữ Hali. Hali had we begun out work when it began to rain. Có nghĩa là ngay liền sau khi thì, ngay liền sau khi chúng tôi ra ngoài thì trời mưa. Tiếp theo câu 45. We need more from the customer. Consumers in order to improve our goods. In order to improve our goods, người ta cho sẵn chữ fit. Chữ fit này nó là một động từ. Fit nó là verb. Nó, nếu như mà trong cái ngữ cảnh bình thường á, nó có nghĩa là sự phản đối hay là sự góp ý. Còn nó là động từ, còn danh từ của nó là feedback. Feedback là danh từ, có nghĩa là sự góp ý. Vậy trong trường hợp này mình cần danh từ hay động từ? We need more. More, sao more này phải là một tính từ hoặc là một danh từ. Thì trong trường hợp này mình sẽ xài chữ feedback. Chữ feed này ở trong ngành chăn nuôi thú y thì nó lại có nghĩa là thức ăn gia súc. Còn thức ăn của người là food. Tiếp theo, câu 46. I have lost all my in my legs. Từ người ta gợi ý là từ feel. Từ feel này nó là động từ. Feel nó là verb. Danh từ của nó là feeling. Nó là noun. Thì trong trường hợp này mình cần cái gì? Cần danh từ hay cần động từ? I have lost all my. Trước của nó là một tính từ sở hữu my, cho nên ở đây mình sẽ cần danh từ feeling. Cái câu này có nghĩa là tôi đã mất hết tất cả mọi cảm giác ở chân của tôi. Tiếp theo câu 47. The boy put on his in the bookcase. Từ gợi ý là save. Save này nó là động từ. Nó là động từ, danh từ của nó là savings. Save.
Savings là danh từ. Trong cái câu này thì cái vị trí mình đang cần là một danh từ, tại vì trước nó là chữ his là tính từ sở hữu. The boy put on his savings in the bookcase. Vì mình cần danh từ. Câu này nó có nghĩa là tiền tiết kiệm. Thì cậu con trai đã để hết số tiền tiết kiệm của anh ấy vào trong một cái vali sách. Mà chữ save này ở trong tin học có thể nó kêu bằng lưu. Bởi vì tiếng Anh nhiều khi trong ngành này nó là nghĩa này, trong ngành khác nó là nghĩa khác. Bởi vậy nó mới có tiếng Anh chuyên ngành. Chứ nhiều khi học tiếng Anh chung chung này mà đọc tiếng Anh chuyên ngành là thua. Không hiểu nổi. Tiếp theo câu 48. Her book has grown in recently popular. Từ popular này nó là một tính từ. Popular nó là một tính từ. Chúng ta còn có chữ khác là popularity. Popularity nó là một danh từ. Trong trường hợp này mình cần một tính từ hay cần một danh từ? Cái này là phát triển nè. Recently này là gần đây. Như vậy recently này là adverb, nó sẽ bổ nghĩa cho cái chữ grow là phát triển gần đây. Nhưng mà cái chỗ vị trí của mình cần điền á, nó sau giới từ, thì sau giới từ nó là một danh từ. Bởi vì chúng ta cần popularity. Her book has grown in popularity. Recently, cuốn sách của cô ấy đã phát triển mạnh mẽ hay là phổ biến gần đây, hoặc là được yêu mến gần đây. Nói chung mình dịch sao cho nó hay, cho nó thuần Việt. Chứ còn nếu như mà nếu mà dịch y ra như nghĩa trong từ điển là nghe nó chết quớt à. Câu số 49. Someone must have been in my room. My papers were in order. Chữ order này là một động từ. Rồi nó cũng là một danh từ luôn. Nó vừa là động từ, nó vừa là danh từ. Nhưng mà nó còn có cái từ này, nó còn có tiếp đầu ngữ là disorder. Disorder. Disorder thì nó y chang này. Nó cũng vừa là động từ, nó vừa là danh từ. Chẳng qua là nó thêm tiếp đầu ngữ có nghĩa ngược lại. Chẳng hạn như order là ngay ngắn sắp xếp, hoặc là đi vô quán cà phê nhà hàng thì order là gọi thức ăn. Còn disorder thì ngược lại thôi. Ngược lại là không sắp xếp hay lộn xộn. Vậy trong cái trường hợp này mình sẽ dùng cái từ nào? Dĩ nhiên là từ disorder rồi. Tại vì câu này có nghĩa là someone must have been in my room, nghĩa là có người nào đó đã vào phòng của tôi. Giấy tờ của tôi bây giờ nó lộn xộn hết, chứ không lý nào cái phòng của mình có người nào đó vô làm cho đồ đạc nó ngay ngắn lại. Nếu như mà vô dọn dẹp giùm mình vậy, mình có gì đâu để nói, phải vô làm lộn xộn mình mới nói. Vì trường hợp này chọn disorder. Tiếp theo câu 50. Why should single mothers get treatment prefer? Prefer này nó là một cái động từ. Prefer này nó là động từ. Cái danh từ của nó là preference. Preference là danh từ.
tính từ của nó là preferential. 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 Preferential là tính từ. Nó có nghĩa là ưu tiên. Nếu mà động từ thì thường nó là có nghĩa là thích hơn, hoặc là trong trường hợp này nó có nghĩa là ưu tiên. Tại vì cái câu là tại sao bà mẹ đơn thân nên được điều trị ưu tiên. Ưu tiên hay hơn, thích hơn hay là hợp hơn thì nó nghe nó không hay. Như vậy trong trường hợp này chọn từ nào? Get treatment này là một danh từ. Như vậy một từ trước danh từ nó là tính từ. Như vậy chọn là preferential. Preferential treatment, bà mẹ đơn thân. Tại sao bà mẹ đơn thân lại được ưu tiên điều trị, hay được điều trị ưu tiên? Tiếp theo câu 51. He felt slightly at being the center of attention. Câu người ta cho là embarrassed. Tối thui luôn, không thấy. embarrassed này nó là một động từ. Embarrassed. Nó là một động từ. Nó là một verb. Tính từ của nó thì nó có hai dạng, thêm ed với thêm in. Danh từ của nó là embarrassment. Hết chỗ viết luôn. Embarrassing. Mấy bạn cố gắng nhìn. Embarrassed là tính từ. A, D, J, tính từ. Còn danh từ của nó là embarrassment. Embarrassment. Embarrass. Embarrassment là danh từ. Như vậy trong cái trường hợp này, chữ này chữ B nha các bạn. Embarrassment. Trong trường hợp này mình cần một cái từ loại nào? He felt slightly at being the center of attention. Thì sao cái động từ felt nó là một tính từ. Những từ giống như là feel, I feel happy. Có một số động từ là theo sau nó là tính từ. Ví dụ như là felt, make. Nó thì chừng nữa mấy bạn xem thêm. Tự nhiên giờ nhìn vô nhớ có chữ fail không? Felt slightly. Vậy mình sẽ chọn tính từ, nhưng mà bây giờ chọn tính từ nào nè? Một cái thêm in, một cái thêm ed nè. Nhưng mà cái này là chỉ người hay là chỉ vật? Cái này là người mà. He nè. He felt slightly embarrassed. Vậy thì mình sẽ chọn cái tính từ mà nó thêm ed. Embarrassed. He felt slightly embarrassed at being the center of attention. Rồi, bài học hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn muốn tìm thêm tài liệu học tiếng Anh thì hãy ghé blog của mình ở địa chỉ studyenglish.home123.blogspot.com. Ở đây có rất là nhiều sách mấy bạn download miễn phí về học. Bye bye.